các bạn là giáo sư đây có nhà thờ đúng mái chùa, nhất là cái thác và còn là đây còn giữ được nguyên cái tháp cổ các bạn nhé. Cái tháp này là không biết là có từ năm bao nhiêu. Nhà thờ này trùng tu vào ngày 10 tháng 10 năm 2001, hoàn thành vào ngày 9 tháng 5, ngày 5 tháng 9 2010. Không thể để tên là giáo sư giáo họ, chắc là giáo họ các bạn. Chắc đây là giáo sư của nhà trai.